Các bạn, các cái máy Dayton là cái máy mà nó mới xuất hiện trên thị trường. Thấy theo thông tin thì nó là một cái hãng con của cái người mà đi ra từ cái dòng Metabor. Tuy nhiên thực sự thì cái bộ pin và máy này thì chất lượng nó vẻ không cao lắm, nó chỉ na ná cỡ dòng DIY, tức là các cái dòng như kiểu Ozito, Ryobi thôi, thậm chí nó còn thua cả Ryobi về mặt cái bố trí mạch với cả pin. Chất lượng của cái bộ pin trong này thường là pin tàu, giá rẻ. Máy Ryobi còn được pin Samsung của Sony, chứ cái pin này chỉ là pin tàu giá rẻ thôi. Như vậy cái dòng này là một cái dòng mà nói chung là cái chất lượng về thương hiệu nó không được cao lắm. Pin Dayton này thì nó có khá là nhiều phiên bản D/DK. Hiện tại tôi đang là cái dòng D21. Trong video này chúng ta sẽ làm là thứ nhất cái đế lấy nguồn cho cái máy Dayton này. Đây là đế lấy nguồn máy 21. Thế này thì chúng ta chỉ cần cắm vào đây, chúng ta sẽ lấy ra hai cực âm dương. Cái nguồn này thì bạn có thể làm một số thứ, ví dụ như là bạn thắp đèn led, bạn làm cái nguồn đối với mạch bắc, làm nguồn sạc dự phòng. Đây là cái đế lấy nguồn. Cái thứ hai mà tôi có ở đây tức là chuyển cái nguồn của cái máy Dayton này sang cho cái pin Makita, cho cái máy Makita 3 chân hoặc 2 chân. Makita dùng cái chân vỏ lấy T. Thì cái đế chuyển này nó cũng khá là đơn giản và thuận tiện. Đầu tiên là nó sẽ gắn vào cái máy Makita như thế này. Đây là cái đế phía trên này. Khi gắn thì chúng ta sẽ ấn cái này xuống một chút để cho nó dễ. Đấy, ok. Đây là đế gắn, và phía dưới này chúng ta sẽ dùng cái nguồn pin là lấy từ máy Dayton. Cái máy này thì để kích thì bạn sẽ phải có một cái chân kích. Đây, ok. Để cái chân của tôi nó sẽ thu hơi sâu một chút rồi. Chân tín hiệu nó thu hơi sâu. Ok, rồi sang cái phiên bản đế này đi. Ở đây tôi cái phiên bản đế thứ hai. Cái chân tiếp xúc nó sẽ tốt hơn. Thì khi mà chạm cái này cho chủ yếu cho dòng hai chân, cái này cho dòng ba chân. Cái chân này nó sẽ chạm vào cái chân tín hiệu ở trên này thì nó sẽ tốt hơn, dễ hơn. Đây là lấy nguồn từ cái máy Makita, cho máy Makita nhưng mà dùng cái pin Dayton. Có bao nguồn tháo ra thì khá là dễ. Đây, ta chỉ gạt nhẹ cái này xuống là được, nó đẩy ra thôi. Nó hơi cứng tay chút. Đây, ok. Đế chuyển, đây là cho cái phiên bản 3 chân này, cái chân tiếp xúc này, hoặc cho phiên bản 2 chân. Thực ra cái chân này sẽ bị hơi thừa. Đấy, phiên bản 2 chân khi ghép vào kia thì nó hơi vướng, cho nên ở đây tôi sẽ thiết kế hai phiên bản. Đây, đây cho máy 3 chân và đây là cho máy 2 chân Makita. Về lý thuyết thì cái này nó có thể dùng cho các cái máy tàu, miễn là nó sử dụng cái pin Makita lấy T dạng như này, dạng 3 chân như này. Makita lấy T và phiên bản 3 chân. Máy tàu thì thường nó chỉ dùng đến hai chân thôi. Thế đây là cái phiên bản cho đế chuyển Dayton. Về sau thì tôi có thể chế cái đế Dayton này dùng cho các cái máy như kiểu đế Watt hoặc là Milwaukee cũng được. Nó không có vấn đề gì cả. Bởi vì tôi đã thiết kế được cái đáy dưới rồi. Thì cái nắp trên dùng cho đế Watt hoặc Milwaukee thì nó chỉ là cái việc mà ghép lại với nhau thôi. Tức là nếu bạn order thì tôi có thể làm được. Còn hiện tại thì tôi mới nhận được order là làm cho máy Makita, cho nên cái phiên bản này là phiên bản cho Makita. Đây, lắp vào xong. Cái máy này nó sẽ cần mồi xíu một chút. Okay. Bởi vì đôi khi bạn lắp cái chân tiếp xúc phía trên này này. Đây, cái chân tiếp xúc phía trên này nó chạm với cả cái chân này, nhưng mà cái chân Makita thường nó sẽ bị khoét một cái góc này, cho nên đôi khi cái tiếp xúc nó không được chặt, vì vậy mà khi chạm vào thì bạn sẽ lay lay một chút để cho nó chạm vào là được. Ấn sâu vào thì thường nó sẽ hơi bị hụt. Ok, lại được rồi. Đấy, thì đây là cái phiên bản thứ nhất là đế chuyển sang máy Makita, thứ hai là cái đấy lấy nguồn từ pin Dayton.
Trong phiên bản sau thì tôi sẽ làm cho pin Milwaukee và đế watt sau. Xin mời các bạn đã theo dõi.